Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dự ký quyết định số 3989 ngày 19 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là một địa bàn cấp tỉnh, huyện, xã kiểm soát được dịch COVID-19 khi đáp ứng các tiêu chí như sau nhóm chỉ số về mắc mới COVID-19 trên địa bàn. Số ca mắc mới tại cộng đồng, nghĩa là ngoài khu vực đang thực hiện cách ly y tế dùng có dịch COVID-19 và các khu vực cách ly y tế khác theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trên số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày, không ghi nhận chuỗi chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày. Nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm giảm tối thiểu 50% các quyện xã ở mức độ nguy cơ rất cao, giảm tối thiểu 50% các quyện xã ở mức độ nguy cơ cao, giảm tối thiểu 50% các quyện xã ở mức độ nguy cơ, tăng tối thiểu 30% các quyện xã ở mức bình thường mới. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương căn cứ tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 nêu trên, triển khai Nghị quyết số 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Chính phủ.